Đủ con đỉ mẹ, tao thật sự rất là mệt rồi nên mới phải dành hẳn ra một cái video để nói về mày đấy thằng kẹo con vùng nước lũ. Ngày lồn nào cũng nhắn mấy cái lồn vô nghĩa, không là chữ thì cũng là ảnh của thằng đầu cặc Mikey Kun. Bố mày đéo hiểu con cặc gì hết, tính cách thì trung thực nhưng bị cái là hay xạo lồn. Hôm nay bảo rút ti ngày mai lại flasher co. Hồi Tết bảo đánh bài ăn lì xì cho bố mày xong bảo máy hết pin. Hết pin mày nhắn với bố mày bằng giái à. Lâu lâu cứ gửi mấy cái nhạc lỏ cặc từ đời Tống nào rồi kêu bố mày làm map. Đến lúc bố mày gửi thì bảo nhạc như lồn. Địt con cụ mày nữa, kiến thức trình độ thì đéo có. Mở mồm ra cứ đòi làm map được danh. Cỡ mày chỉ có hát cho giờ ra chơi được thôi con đỉ con ạ. Nhờ tư vấn bàn phím, tư vấn xong thì đéo chịu. Đòi này đòi nọ sao từ đầu đéo lên mẹ mày Google mà tìm đi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thằng này chơi phím văn phòng mà lên 4 số cũng ra vẻ con người phết. Có điều đéo thấy chơi game gì khác ngoài osu. Trong đầu ngoài ăn ngủ, ỉ đái học và osu ra chắc chỉ có luồn với cặc. Và bố mày nói lại một lần cuối Bình Dương đéo nằm ở ngoài Bắc nhé.